Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay Phương Nga xin chia sẻ đôi chút về hành trình trở thành phương pháp cá thể hóa sống một tại Việt Nam, cũng như mẫu mã mới nhất của sản phẩm nước xúc miệng cá thể hóa thanh nghị được ra mắt vào tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 8 năm 2015, câu chuyện về người cựu binh có bài thuốc lạ giúp cá thể hóa bắt đầu được cộng đồng biết đến rộng rãi và đón nhận về trí tác dụng kỳ diệu của bài thuốc này. Với mong ước hỗ trợ được ngày càng nhiều người và thuốc lá nước Lào thành công, người tù binh lương y Nguyễn Thanh Nghị ngày càng cố gắng tìm tòi nghiên cứu để nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2016, sản phẩm nước xúc miệng cá thuốc lá mang nhãn hiệu Thanh Nghị của công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Thanh Nghị chính thức được ra mắt thị trường với sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng, hướng đến giải pháp cá thuốc lá an toàn, hiệu quả, nhanh chóng cho người nghiện thuốc lá. Nước xúc miệng cá thuốc lá Thanh Nghị được bào chế từ thảo dược thiên nhiên và được kiểm nghiệm là an toàn với sức khỏe của người sử dụng. Bên cạnh đó, cách sử dụng của sản phẩm dựa trên phương pháp tác đột ngột nicotine. Phương pháp này mang lại tỷ lệ cai thành công cao nhất hiện nay. So với các phương pháp thay thế nicotine hay cai từ từ khác, thì phương pháp tác đột ngột nicotine an toàn nhưng vẫn rất hiệu quả và nhanh chóng. Tính đến nay, sản phẩm đã có mặt trên mọi miền của đất nước. Và một điều đáng chú ý là mỗi năm sản phẩm hỗ trợ cho khoảng hơn 60.000 người cai thuốc lá thành công. Sự cải thiện tích cực trong cuộc sống của những khách hàng sau khi cai thuốc lá là động lực to lớn để công ty hoàn thiện và phát triển sản phẩm. Kể từ ngày 16 tháng 5 năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế Thanh Nghị tự hào giới thiệu tới quý khách hàng và quý đối tác sản phẩm nước xúc miệng cá thuốc lá Thanh Nghị trong diện mạo hoàn toàn mới với nhiều điểm khác biệt. Sản phẩm được chuyển từ hộp gồm 2 chai 200ml sang hộp gồm 1 chai 100ml trong thiết kế sử dụng màu xanh dương và màu trắng đậm đặc. Bao bì cũng được đầu tư chỉnh chu hơn về mặt chất lượng và mặt thẩm mỹ. Khi quan sát, ta có thể thấy phần hình ảnh, phần logo và phần chữ của sản phẩm được dập nổi một cách nổi bật hơn. Phần thông tin trên sản phẩm cũng được thể hiện song ngữ tiếng Việt, tiếng Anh là bước đầu để vươn ra thị trường quốc tế. Đi cùng với diện mạo mới này là việc áp dụng coi dây chuyền sản xuất mới hiện đại hơn, tự động hóa hơn để đảm bảo cho sự vệ sinh và an toàn cho sản phẩm. Cùng với quy trình giám sát nghiêm ngặt và chặt chẽ trong khâu sản xuất sẽ giúp cho sản phẩm được đảm bảo ổn định về chất lượng. Đánh dấu chặng đường phát triển bằng diện mạo mới của sản phẩm đã xuất hiện các thuốc lá Thanh Nghị. Công ty Thanh Nghị luôn kiên định với sứ mệnh vì sức khỏe cộng đồng và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Trong suốt quá trình thực hiện sứ mệnh đó, sự tin tưởng và ủng hộ của quý khách hàng, quý đối tác là động lực to lớn để đội ngũ Thanh Nghị ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, phục vụ tốt khách hàng trong nước cũng như vươn ra khu vực và thế giới. Xin cảm ơn, xin chúc quý vị và các bạn sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Phương Nga xin kính chào.